Trần Oanh, một người dẫn chương trình của đài truyền hình Nhã An, chính là điểm sáng trong bầu không khí u ám, tang thương đang bao trùm lên khắp tỉnh Tứ Xuyên trong suốt hơn một ngày qua. Là ngày Trần Oanh sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Tuy nhiên, khi biết tin thành phố cô đang ở đã xảy ra động đất, cô dâu này đã không kịp thay trang phục và lao ngay đến hiện trường. Tại nơi xảy ra động đất, cô dâu trẻ năng động đã nhanh chóng phỏng vấn những người sống sót trong trạng thái một tay cô cầm micro, còn tay kia cầm váy cưới cho đỡ vướng. Trong khi đó, các phụ dâu của cô cũng đã kiên nhẫn chờ đợi nhân vật chính, đang vội vã làm công việc của một nhà báo. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Trần Oanh đã nhận được sự tán dương của rất nhiều người. Cũng trong ngày 20 tháng 4, một em bé phép màu đã chào đời. Theo hãng tin Reuters, một bé gái đã ra đời ở thành phố Nhã An chỉ một giờ sau động đất. Theo các nhân viên y tế, khi người mẹ vừa được sơ tán ra một vị trí an toàn thì đột nhiên cô kêu lên cho biết mình sắp sinh con. Và sau đó, tại một chiếc lều, bé gái chấn sinh, có nghĩa là sinh ra trong động đất, đã chào đời.